bánh bị rỗ thì bỏ, ai chịu chơi như tiệm bánh lăng Bình Thuận. Hôm nay đi đâu? Tiệm bánh lăng này phải nói là khá có tiếng ở quận Bình Thạnh, về độ ngon thì tôi chưa nói tới mà dám khẳng định bánh bị rỗ sẽ không đem bán cho khách. Bánh lăng truyền thống là 8 cành, matcha cũng 8 cành, có bánh lăng phô mai, một cục phô mai là 9 cành. Tôi gọi một dĩa thập cẩm luôn, dĩa này hình như là 30 xiên. Tôi chan thêm nước cốt dừa với cà phê sữa vô, ăn cho đậm đà béo béo thêm. Ăn thử trước cái chân châu dừa kiểu nó kết dính với nhau dữ lắm luôn. Phần bột bên ngoài mềm, dễ quẹo à, còn dừa bên trong là dừa non, mềm, ngọt, thơm lắm. Rau câu dừa mua lẻ là 7 xiên, rau câu dai, dẻo, đặc thơm mùi dừa, phục linh cũng 7 xiên, ăn vô thì thanh với mát. Phần chính là bánh lăng, sẵn vô tôi thấy xốp mềm, đúng là cả bề trong với bề ngoài không bị rỗ. Bánh lăng vàng ươm rất là đẹp mắt, phần nhìn 10 điểm. Ăn vô thì không quá ngọt, bánh cũng không bị mềm nhũn khi bỏ vô miệng, vị thơm ngậy béo rõ mùi trứng với sữa. Còn bánh phô mai cũng y chang như bánh truyền thống, rồi chị cho một cục phô mai vô giữa chứ không phải pha phô mai lẫn vô bánh. Cụ chỉ của tiệm tại số 2 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh.